rất là nhiều anh em nhắn tin với mình nhờ tư vấn cho cái bộ phuộc, là cái thứ nhất. Thì đối với phuộc á, thì mình chỉ khuyên anh em là dùng hàng zin thôi, hàng zin theo xe thôi. Nếu mà có muốn dùng hàng hiệu suất mà nó tăng cường độ độ cứng vững lên một tí xíu á, thì cũng nên dùng với cái lò xo zin. Và cái hãng mà mình khuyên anh em dùng nhiều nhất đó là cái KIB. Tại sao như vậy? Này, cái vấn đề này thì về mặt cảm quan á, thì mình cảm giác được là KIB cái chất lượng dựa trên cái giá thành nó phù hợp nhất. Giá rất là rẻ, rẻ hơn những cái hãng khác khá nhiều, từ hàng OEM cho đến hàng hiệu suất. Đó là cái ý kiến cá nhân của mình thôi. Còn ngoài ra thì anh em thích thương hiệu nào thì anh em cứ dùng. Và vừa rồi cũng có một cái trường hợp, có một anh bạn, ảnh cũng nghe lời tư vấn của mình và đã ship cái phuộc KIB, nhưng mà về dùng nó lại không được ngon. Thì mình phân tích tí xíu là tại sao nó không được ngon. À, sẵn tiện đây thì mình chỉ cho anh em cách để mà check cái phụ tùng nhé, phụ tùng riêng KIB nhé, check cái check mã. Thì trước hết thì anh em vào KIB.com cho mình, KIB.com. Dạ. Sau đó thì anh em sẽ nhập đời xe nhé, nhập thông tin về xe. Sau đó thì KIB nó sẽ liệt kê cho mình những cái option về hệ thống giảm sóc. Ví dụ như là Silent Kit thì mình nhập là Silent Kit nhé, Vitara thì nhập là Silent Kit. Cái này thì nó cũng tính cho thị trường Mỹ luôn nha anh em. Cái KIB Global thì là đặt tại Mỹ, cho nên là tất cả các cái đời xe đây, thông số mình nhập phải nhập theo đời Mỹ hết. 1997 1997 Suzuki Silent Kit. Rồi, ok. Rồi, đối với con xe Suzuki Silent Kit này thì hãng KIB nó có cho mình hai lựa chọn, hai option. Recommend OEM Relax có nghĩa là hàng zin á, hàng theo xe, hàng OEM. Và lựa chọn thứ hai là lựa chọn Performance Monotubic. Monotub này thì tí nữa mình nói cái hàng hiệu suất. Mình vào đây trước rồi nha, vào cái shop. À, cái shop này á thì cái hàng mà zin OEM á thì nó có cả shop trước và shop sau. Tuy nhiên á, anh em nên lưu ý nha, cái xe Silent Kit ở bên thị trường Mỹ nó có ABS, có cả bản ABS và không ABS. Anh em nhìn cái phuộc trước của bản ABS này, mã mà cái hình ảnh nó khác nè đó, và nó có phân biệt là không ABS này, đây nên ABS. Cho nên là khi mà anh em cái order thì phải lưu ý nhé, phải lưu ý cái này nhé. Rồi, cái phục sau thì nó giống nhau, phục sau thì nó không có phân biệt là ABS và không ABS, chỉ có một loại thôi. Thì mình muốn nói về cái điểm này một tí, tại vì đa số những anh em đi Vitara ở Việt Nam á, thì thích nâng gầm lên để cho nó có vẻ nó cao ráo hơn tí, nó cân đối xe hơn tí. Mà thực sự nói đúng ra thì anh em nâng lên vài phân nhìn nó có vẻ là nó cao ráo, nhìn nó dễ coi hơn. Cho nên đa số anh em mua về thì ai cũng muốn nâng lên tí. Thì nâng gầm thì nó có hai phương án. Trước đây thì mình thấy một số anh em là đột lò xo, đột cái cao su vô á. Nhưng mà đột cao su thì nó sẽ làm cái xe nó tức lắm, tại vì nó làm tăng cái độ cứng của lò xo. Thì cái mình có viết một cái bài trên đây nè, mình có viết chi tiết cái bài về phân tích chi tiết về cái độ cứng và độ mềm của cái lò xo á. Anh em nào quan tâm thì có thể vào này xem nha, này, trong web là hauphanblog.com. Anh em mình phân tích khá chi tiết nha. Anh em nào thích tìm hiểu thì vào đây.
tìm hiểu về những cái chi tiết thì anh em vào đây để xem, còn anh em nào thích chơi kiểu demo tới đâu hay đó thì cũng không cần. Anh em vào đây xem nhé. Đây, đây mình có cái công thức tính độ cứng nha. Đây là độ cứng này. Độ cứng nó phụ thuộc vào bay của tốt. Cái G này là cái hệ số nha, hệ số chiều kéo. Cái này là phụ thuộc vào chất liệu thép. Cái D này là cái đường kính này này, đường kính của cái sợi này, này. Và cái D lớn này là cái đường kính của cái vòng, vòng này này. Đó, đường kính của cái vòng này. Thông thường đường kính vòng này không thay đổi được nha. Tại vì nó fit theo cái trụ đỡ nên không thay đổi. Thông thường chỉ có thay đổi cái D này là đường kính sợi và đường và số vòng. N là số vòng. Đây này, N là số vòng của này này. Thay vì mình tính chiều dài, hiểu cách khác là chiều dài á. Rồi, khi mà mình muốn mình anh em tăng cái chiều dài của lò xo lên á thì nó sẽ làm tăng cái độ mềm lên. Tăng cái độ mềm của cái lò xo. Và tăng độ mềm của lò xo thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng làm việc của cái giảm xóc. Tại vì sao? Anh em nhìn vào đây. Đối với một cái giảm xóc á, bất kỳ một cái giảm xóc nào á thì nó phải có ba thông số này là ba thông số quan trọng nhất. Đây là cái hành trình làm việc nha. Hành trình của cái giảm xóc á, có nghĩa là hành trình nó có thể nén vào tối đa và nó đang làm việc á, thì cái này là cái quan trọng nhất này. Đây là hành trình làm việc. Hành trình làm việc khác với chiều dài kéo ra và chiều dài nén vào. Thì cái này trong tất cả các thông số thì đây là thông số quan trọng nhất, hành trình làm việc. Thì khi mà mình thay cái này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hành trình làm việc đó. Rồi. Nhìn cái hình này mình giải thích anh em sẽ hiểu rõ. Đây là cái hình mô phỏng của cái trục sau nha, mình đang lấy về trục cái trục sau nha. Thì cái chiều dài B này này, cái chỗ này chính là cái vị trí anh em đặt cái lò xo. Lò xo là cái này. Đây. Đây là vị trí đặt lò xo nha. Cái chiều dài A này này, cái vị trí A này chính là vị trí anh em đặt cái giảm xóc. Thì cái chiều dài giữa A và chiều dài B là một cặp và được tính toán khớp với nhau. Khớp với nhau. Giữa A và B không phải là một đoạn cứng, mà A và B là nó có cái biên độ và nó có cái độ đàn hồi phải phù hợp với nhau. Cho nên những thông số nó phải tương ứng với nhau. Ví dụ anh A này, anh A là một cây giảm xóc. Giảm xóc thì nó có những thông số làm việc là đây, là chiều dài kéo giãn, chiều dài nén vào và hành trình làm việc của nó phải phù hợp với cái độ nén, độ mềm và biên độ làm việc của cái anh B này là chính là cái giảm xóc, chính là cái lò xo. Cho nên khi mà mình thay đổi cái lò xo này nó dài hơn thì mình cũng phải thay đổi cái phục giảm xóc, nó có cái hành trình làm việc nó phù hợp. Phải có cái hành trình làm việc này nó phù hợp thì nó mới đạt được cái hiệu quả tối đa. Còn nếu mình đã thay cái lò xo nó dài hơn nhưng mà mình vẫn lấy cây phục zin mình gắn vào thì nó hầu như nó không ăn nhập vào đâu hết, hầu như là không có tác dụng. Mình nói là chạy thì chạy cho vui thôi, gắn chạy cho vui thôi, chứ còn ngon thì không có ngon đâu. Nếu mà có ngon thì có nghĩa là mình xác định luôn là anh em chưa bao giờ biết đến từ ngon. Cho nên là giống như là mình chưa bao giờ được ăn cá biển vậy đó. Bây giờ mình ăn đồ biển thì không tươi thì nó vẫn là ngon nha anh em. Cho nên là cái này thì cảm nhận, cái này nó phụ thuộc vào cảm nhận. Mỗi người có một cái cảm nhận khác nhau, có người có độ thẩm khác nhau. Ví dụ như có người họ nghe cái bài nhạc đó họ thấy rất là hay, họ cảm động, nhưng mà có người nghe thì giống như đàn gãy tai trâu thôi. Cho nên là không thể nào trách được. Rồi, thì đây là cái điều quan trọng nhất nha. Khi mà anh em thay cái này nè thì bắt buộc phải tính toán theo cái này. Thì cái này nó cũng có nếu mà anh em thay zin á, ví dụ như những cái hàng của zin thì cũng cần gì phải lăn tăn đâu. Tại vì là hàng của zin thì họ tính toán hết rồi và họ tính toán theo chiều dài lò xo zin.
Cho nên là mình cứ khuyên anh em là cứ thay 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 cái gì thì thay, nhưng mà thay với lò xo zin là vậy. Còn khi mà đã tính thay cái này thì nhớ tính theo cái này, tính theo này thì có công thức luôn đây nha, ở dưới này. Đây là công thức, mình để công thức này luôn, anh em nào cứ chụp màn hình lại đi. Đây là cái công thức tính toán gần đúng nha. Tính toán gần đúng để mà tìm cái giảm sóc này này. Tất nhiên đây là chỉ là gần đúng thôi nha, còn để mà tính toán được nó phù hợp thì nó nhiều vấn đề lắm. Nó phải mình phải tính toán cái biên độ này nữa này, cái biên độ của cái lò xo này nữa này. Tại vì sao ạ? Tại vì khi mà cái lò xo này mà biên độ nó nhúng xuống một lần xong nó nhúng lên, nó đi lên một lần nữa, người ta gọi là một biên độ, một chu kỳ. Thì cái này để mà triệt tiêu được hoàn toàn cái này á, thì cái biên độ mà giảm sóc này, biên độ mà phục hồi á, cái đam biên, cái độ đam biên á, nó phải có cái biên độ dập, biên độ dập đam biên á, nó phải phù hợp với cái này. Cho nên là phải tính toán phù hợp nha. Rồi thì đó là cái câu hỏi nha, đó là câu trả lời cho một số anh em mà vừa rồi có nhắn với mình về cái vấn đề này này. Khi mà muốn thay cái này thì làm những cái gì và làm gì để nó ngon, thì mình khuyên là vậy. Một là dùng zin, còn khi mà đã thay cái lò xo này thì phải tính toán thay luôn cái cây phục này. Dùng lại phục zin không ngon đâu, nhưng mà khi mà đã thay là phải thay phục xịn nha, đừng có lấy phục Innova ra gắn vào, nó không ra ôm ra hồn gì hết. Tại vì anh em biết là cái này này, nó khác nhau hoàn toàn, nó khác nhau nha, nó khác nhau hết nha. Và cái này này quan trọng nhất là cái này khá nhiều rồi, mình dùng đến hàng Monomax rồi, và mình đến hàng Monomax cũng khá cao rồi, dùng thực sự là giá nó phù hợp rồi. Đó rồi, anh em nào có câu hỏi gì thì cứ comment nhé, mình sẽ cố gắng trả lời được trong cái khả năng của mình. Cảm ơn anh em.